Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào cô chú, anh chị và các bạn. Thì thực sự đến ngày hôm nay thì vẫn chưa tìm thấy vợ mình. Mình tìm từ hôm qua đến 7 giờ sáng, tìm cả đêm luôn. Nhưng mà vẫn chưa thấy tin tức gì của vợ mình cả. Tìm cả đêm hôm qua thì mình nghĩ là mình bị trúng gió mọi người. Thì mình bị cảm lạnh, bị ốm ấy. Hôm nay thì có nhờ em Ngọc, em mới sang, em mới đi mua thuốc cho. Vì em mới mua cơm cho mình ăn. Bây giờ thì người mình không biết là mình nghĩ là bị ốm, bị cảm lạnh ấy. Người thì nó cứ rét run lên. Xong rồi đau bụng đi ngoài, tiêu chảy ấy mọi người. Đây thuốc thuốc chữa cảm lạnh ngoài. Lại thuốc men tiêu hóa luôn. Này uống như nào? Anh uống hai viên. Uống trước ăn á? Đây anh thấy ghi đây uống trước ăn à? Trước ăn đúng. Ừ, thế anh vừa ăn một hai miếng cơm mới xong nhỉ? Chắc không sao, một hai miếng thôi. Thôi anh uống một sao? Ừ, thôi uống trước ăn. Đêm bao? Nếu mà tí nữa mà mình ăn uống nghỉ ngơi uống thuốc mà cảm thấy người nó khỏe lên một chút thì mình sẽ đi tìm nhé. Hết chưa? Có thấy còn mấy cái này là gì? Cái đấy là thuốc đau bụng ngoài, thuốc giảm sốt. À, cái này thuốc giảm sốt à? Anh cảm ơn nhé. Đấy thì thực sự là em mà không mua thuốc cho anh hay mua cơm cho anh thì anh cũng không thể nào mà đi được ấy. Bây giờ anh em mình phải giúp đỡ nhau cố gắng. Thôi không, đây là không có gì đâu. Và chuyện này chuyện bình thường. Anh cần anh đi uống đi cho đỡ đi. Cái thuốc này là không phải uống kèm nó, chỉ uống hai cái này thôi. Vâng, anh tập phải uống cái này. Xong rồi thì anh cầm sau uống cái này. Lát bọn em xem nào, bọn em đi tìm cho anh chưa? Chứ anh như này đi tìm không tìm được đâu, mệt như này ốm như đâu lại xảy ra chuyện gì sao? Tối qua thì mình cũng có ăn tối nhưng mà mình tìm một phát từ chiều hôm qua đến sáng hôm nay thì người mình cảm thấy người mình lạnh lạnh, mệt quá. Thế là mình về nhà mình nằm mình ngủ thiếp đi đến bây giờ. Lúc đấy thì dậy thì người mệt quá rồi thì mình có gọi cho Ngọc bảo em mua hộ anh thuốc, nhờ anh có triệu chứng nó giống như kiểu sốt rét ấy, người nó cứ lạnh hết lên mọi người, ngắt này lạnh kinh khủng luôn, người nó cứ lạnh hết lên xong rồi đau bụng đi ngoài sao ấy nó hơi buồn nôn tí. Em mới chỉ bảo là anh bị nặng rồi, anh chưa? Anh bị nặng rồi đấy. Điều này không ổn đâu anh. Anh thôi tí anh tốt nhất là anh nghỉ ngơi đi. Lúc sáng thì anh nằm ở dưới tầng thì anh nằm ở dưới tầng nhưng mà ở dưới đấy nó lạnh quá. Nhưng là anh lên phòng trên đây nằm cho nó đỡ kín gió. À cho nó kín gió ấy. Khả năng cơm này để tí anh ăn. Anh tại vì thuốc này là ấy để uống xong thuốc khoảng 5 phút ạ, xong rồi anh ăn thì chắc là cũng ổn đấy. Đây là thuốc ăn đây, trước ăn đúng không? Trước khi ăn nên là mình nghĩ là phải uống trước thì để tí nữa ăn sau. Em cũng bỏ cô đấy bỏ đi vào cho anh mà mới đầu cô dặn mà em không nhớ. Cái này là hạ sốt đúng không? Hay có uống luôn không nhỉ? Uống luôn cái hạ sốt này không? Cái này thì uống được. Cho nó hạ sốt luôn nhỉ? Thế để em lấy nước. Cái này là gì? Men tiêu hóa. Anh uống hai ống đây. Trước ăn. Uống hai ống. Rồi anh cảm ơn. Mà thực sự mọi người sáng nay thì mình mệt quá. Sáng nay mệt quá là nằm xuống là giờ mới tỉnh. Bây giờ chắc cũng phải 12 giờ trưa rồi nhỉ? Tập đấy. Thế anh em đã đi tìm ở đâu rồi? Em tìm ở dưới đường quốc lộ rồi.
đi dọc cái đường ấy xuống đến Vạn Đông Triều, xong rồi đi tối qua em tìm cả khu chỗ nhà hoang và chỗ lần trước Thảo em tìm qua thôi, không thấy ai xuống mất, không thấy ai đi đâu. Nếu mà tí nữa anh khỏe thì anh với em xuống đấy tìm lại một lần nữa nhé. Còn nếu mà anh mệt quá thì em tìm giúp anh nhé. Thôi em nghĩ là anh cứ nghỉ hơi đi. Hôm qua tối em xuống đấy tối quá, cũng ngồi xuống một tí là em đi luôn mà. Bây giờ không biết hai mẹ con bế nhau đâu nữa. Em để cơm ra kêu anh để. Anh đi làm nghỉ hơi. Làm nghỉ tí ăn. Anh Toàn ơi, đây ở trong này. Mọi người ơi, thì lúc nãy anh Dương anh kiểu anh ấy bị cảm lạnh ấy. Anh ấy ốm nặng quá rồi cho nên là anh em mình phải đi tìm cho anh đấy mọi người ạ. Bây giờ anh mình sẽ vào đây. Anh ấy dặn mình đi vào đây để tìm Thảo cho anh đấy. Hôm qua em vào đây em tìm qua rồi, nhưng mà em chưa tìm kỹ. Cái nhà hoang lần trước là Thảo vào đây này. Thảo ơi. Thảo ơi. Thảo ơi. Đây anh nhìn này. Lần trước Thảo ăn cơm đây này. Cái vỏ mới hôm nay là vỏ cũ. Đây là vỏ cũ rồi thì phải. Vỏ cũ nữa. À bên đây có hộp này. Ủa. Để sao. Không phải rồi, hộp này cũ rồi anh ạ. Cũ rồi. Nhà kia sao? Nhà bên này em chưa tìm đâu. Đi, hôm qua em em đến đây nhưng mà em chưa tìm. Huy ơi, em thử nhòm ngoài đấy xem như nào nhá. Có gì báo anh nhá. Em tìm xung quanh đây này. Anh phải vào nhà này xem. Gia đình anh bây giờ thực sự là nhiều cái nó phức tạp thật đấy. Cũng khổ, thương gia đình anh ấy thật đấy. Cũng tại cô Ngợi lại nói như thế. Đúng cái lúc Thảo trầm cảm nặng ấy. Thế là thành ra là mọi chuyện nó đi xa quá. Thảo lại bế con đi. Anh thử vào xem. Đây, ở trong cái nhà này. Thảo ơi. Thảo ơi. Anh thử xem có. Cẩn thận anh. Bấm gai lắm. Ủa đây, đây, đây có chai nước này. Chai nước này. Chai nước sao mới. Chai này khô nước vậy mà. Chai này chắc kéo lần trước là Thảo uống rồi. Ui, ui nguy hiểm chưa. Anh ơi. Cái nhà này có nghiện mà cẩn thận đấy. Nhà này trước chưa có nghiện này, thế mà Thảo dám vào đây liều thật đấy. Trời ơi. Đi. Anh Toàn này, đống lửa lần trước khả năng Thảo đốt đây này. Đây này, có đống lửa này. Đây này. Cẩn thận đi không. Nó không có rồi mọi người ạ. Thôi khả năng đi chỗ khác đi anh ạ. Không có đâu. Mọi người không có Thảo ở đây đâu. Lát về, không biết là nói anh Dương như nào đây. Anh Dương ơi. Không thấy anh Dương ạ. Anh đỡ chưa? Cũng đỡ đỡ tí rồi. Không ngờ anh em không phải tìm nữa đâu. Sao anh? Vợ anh về quê thật. Chị về quê ạ? Vừa lúc lấy mẹ vợ anh gọi cho anh bảo là nói chung là cũng mắng anh mấy câu. Bảo là làm sao mà nó bỏ về quê này, nó ôm cả cháu về xong rồi về nhà thì khóc lóc thút tít. Hả? Vừa lúc nãy mẹ vợ anh gọi rồi. Về quê, về từ sáng nay. Ui, nghĩa là từ hôm qua nay là sáng nay mới về nơi à? Thì thế thì để đi tí về nữa, đấy mất 5 tiếng mà. Tí nữa em thông báo cho Ngọc với anh Hùng với mọi người đi, không mọi người không biết em vẫn đi tìm. Anh giờ như nào rồi anh? Bây giờ thì cũng đỡ một chút rồi. Theo em như này nhá. Bây giờ anh ốm đau như này thì anh cứ ở đây nghỉ ngơi, xong rồi cần gì thì anh em sẽ giúp đỡ. Còn chị bây giờ mà chị về quê thì anh cứ để cho chị về quê một thời gian đã, để khi nào chị ổn định rồi anh hãng về đấy. Nhưng mà bây giờ vợ anh còn đang bệnh tật như thế, cái chân còn đang tái phát nặng. Đây em đây. Anh chị à? Không, anh cứ mở ra, anh cứ mở ra. Có không khóa đâu. Em. Vâng. Tình hình sao em ơi? Vợ em bỏ về quê chị ạ. Bỏ về
từ lúc nào? Bỏ về từ hôm qua, từ chiều qua, nhưng mà chắc là tối qua mới bắt xe được thì về, thì sáng nay mới về tới nhà. Thế giờ em tính sao? Dạ. Thì em cũng chưa biết, là em đang tính là sáng mai em về quê em đón vợ em ra đây. Sao mà vợ chồng mày dạo này xảy ra nhiều vấn đề đấy? Hôm trước vừa mới cái Thảo nó vừa mới về xong, nay là lại bé con về. Kì cô ngỡi, tất cả tại cô ngỡi. Mà nói là có lắm chuyện thôi, cái việc của bà đâu. Nó mới đẻ xong thì tâm lý nó cũng không được ấy. Ngày xưa chị sinh cháu ấy thì có ấy không? Con đêm nó khóc xong rồi là mình không ngủ được, không ăn được, xong rồi người ngoài cứ nói, chị cũng bực chứ, mà giờ nó thế này. Ai mới đẻ xong chả thế? Bây giờ em đang tính là ngày mai. Hôm nay em đang ốm. Dương nó là trầm cảm ấy. Vợ em bị trầm cảm luôn mà, trầm cảm nặng luôn. Trầm cảm nặng ấy. Thôi thì mai anh chị đưa em về khuyên bảo vợ em. Thì chị Hoài chị giữ chỗ chị em với nhau thì nó nói chuyện dễ hơn, thì mai chị Hoài chị về cùng. Hay thế nhờ anh nhỉ? Mai em về cùng. Anh chị nhưng trải qua rồi chị hiểu mà. Nhưng mà anh chị có bận đi làm không? Thì thôi thì bận đi, thì mai anh chị về, thứ nhất là về khuyên bảo em nó ra. Chung giờ làm sao để cho vợ chồng mày về nhau, với con thì bé nó đi về cũng khó nữa. Dạ, hôm qua thực sự là em bực lắm ấy, nhưng mà bây giờ chẳng nhẽ em lại nói cô, thì cô trong nhà, cô là người nhà, bây giờ chẳng nhẽ em lại nói đến lúc nó phật ý lại cô cháu mất tình cảm. Đề nhưng mà là nó mới đẻ xong nên là cô em chả biết ý cái gì. Thật, như vợ em đã bỏ đi như thế rồi, xong lại còn xa ra nói nữa. Ê, chị mới bảo là hôm trước đã thế rồi, nó về, nó đã ấy rồi, giờ lại còn để nó bế con về, nó khổ nó ra, cháu thì bé. Hôm qua em đi tìm cả đêm, sáng nay em bị sốt nên là em không đi tìm, nhờ anh em đi tìm giúp. Chưa ăn uống gì chưa? Em ăn rồi, nhờ Ngọc nó mua cơm cho em. Thì vừa lúc nãy tầm 1 giờ chiều thì mẹ vợ em gọi bảo là sáng nay là vợ em bế cháu về quê từ sáng nay. Chắc là đi từ đêm qua, đi từ đêm qua thì về quê là mất 5 tiếng mà. Thì mai rồi mấy anh em mình đi vào đấy. Thế thì em cảm ơn anh chị nhé. Tại vì vào chị em, chị với nó thì cũng hay nói chuyện với nhau nên là. Thế thì con gái với nhau thì nó cũng thấu hiểu hơn nên là sẽ. Nhưng mà bây giờ em đang sợ là em về mẹ vợ em chửi em thế này. Bây giờ em phải chấp nhận thôi chứ, giờ về đón vợ con về đây chứ. Mày cứ sợ như thế để vợ con trong đấy để ở đây làm sao? Trong đấy ông cháu nó ốm đau rồi sao? Vào thì có gì thì nói bảo bà thông cảm cho chứ, giờ biết làm sao được. Mình thì nói chung là bên tình bên hiếu thì không thể nào mà ấy được cả. Vâng. Thôi rồi thế đi ấy đây. Anh rửa mặt đi. Vâng. Có gì mai anh chị và chị chuyện với cái Thảo. Thế thì sáng mai em nhờ anh với chị chở em về đấy nhá, giúp em nhá. Để em đưa vợ em ra đây, chứ em để ở quê thì thực ra là em cũng lo, bởi vì mẹ em đi làm cả ngày. Sao? Mẹ em đi làm. Bé, vợ thì ấy mới đẻ thế, chị ngày xưa chị hiểu mà. Vâng. Ngoại thì xa chứ có phải gần đâu, gần đây thì không nói. Mãi ở trong ấy, đi mấy tiếng đồng hồ về nhà cũng khó, nó ra con thì bé. Vâng. Đi vất vả. Thế được rồi, thế chị vào trong nhà, anh chị vào trong nhà. Đi.